Hành trình Viettel vì cộng đồng bắt đầu từ tháng 6 năm 2013 tại tỉnh Đồng Nai, nơi tập trung đông đảo công nhân làm việc trong những khu chế xuất. Trong suốt 2 tháng đó, Viettel vì cộng đồng lần lượt đến với 8 tỉnh Bắc Trung Nam, bao gồm Đắk Lắk, Gia Lai, Cao Bằng, Bắc Cạn, Cà Mau và Bạc Liêu. Địa điểm mà Viettel chọn đều là các huyện nghèo, nơi bà con nhân dân ít có dịp tiếp cận với các dịch vụ y tế. Từ chương trình này, hơn 5.000 hộ nghèo, công nhân, gia đình chính sách có công với cách mạng đã được các bác sĩ từ bệnh viện tuyến trung ương chăm sóc sức khỏe, phát thuốc miễn phí. Chưa hết, tại mỗi tỉnh, Viettel còn đem tới một chương trình nghệ thuật miễn phí với tên gọi Hãy Hát Lên, với mong muốn động viên và khích lệ bà con nhân dân luôn lạc quan vào cuộc sống. Cái tên Viettel vì cộng đồng vì thế đã in đậm trong tâm trí của bà con nhân dân. Đầu tháng 11, Viettel vì cộng đồng tiếp tục đến với 3 tỉnh miền núi Tây Bắc, bao gồm Hà Giang, Lai Châu và Điện Biên. Đoàn y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Việt Đức lại gấp rút lên đường. Vẫn với mục đích cao cả là chăm sóc sức khỏe y tế cho người dân, nhưng quan điểm cũng thay đổi theo tình hình thực tế. Bên cạnh việc khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí, Viettel vì cộng đồng còn có chính sách hỗ trợ riêng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mắc phải bệnh nặng, cần phải chữa trị kịp thời. Bà Phạm Thị Thanh Vân, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Viettel, người luôn theo sát các hoạt động Viettel vì cộng đồng chăn trở. Có tới 30% khách hàng của Viettel là những người có thu nhập thấp. Dù còn khó khăn, nhưng chính họ lại là những khách hàng đã luôn gắn bó, đem lại thành công ngày hôm nay cho Viettel. Vì vậy, để tri ân khách hàng, Viettel mong muốn được san sẻ nỗi lo cuộc sống cho bà con. Và nếu có thể làm được điều gì đó cho khách hàng, thì Viettel không quản ngại khó khăn. Từ hiệu ứng của chương trình, Viettel vì cộng đồng được mở rộng ra nhiều tỉnh thành trên cả nước bằng các chương trình do chi nhánh tự triển khai. Ở đâu cũng bắt gặp hình ảnh bà con lặn lội từ nơi xa đến với điểm triển khai chương trình vì cộng đồng để được chăm sóc sức khỏe y tế. Nhân viên Viettel trong màu áo xanh vì cộng đồng cũng không quản ngại khó khăn vất vả để hướng dẫn, hỗ trợ, thậm chí đến tận nhà đón những cô bác có sức khỏe yếu đến tham gia chương trình. Những hình ảnh như thế này làm lay động tình cảm của biết bao người. Có thể nói, Viettel vì cộng đồng là một điểm rất mới trong công tác chăm sóc khách hàng năm nay của Viettel. Theo đó, ngoài việc vẫn duy trì công tác chăm sóc khách hàng thường niên cho khách hàng Privelead, Viettel trích một phần lợi nhuận để chia sẻ với những khách hàng khó khăn và cộng đồng bằng các hoạt động thiết thực như khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ chữa bệnh. Hơn 10 tỉnh thành với 8.000 hộ gia đình được chăm sóc sức khỏe y tế chưa phải là con số quá lớn, nhưng có thể là một cánh cửa mở ra chặng đường mới cho công tác chăm sóc khách hàng của Viettel, đem tiếng nói tri ân đến với mọi miền qua hành trình Viettel vì cộng đồng.